Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả một bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội tình cảm rất hay mang tên Em muốn ly hôn đau để trưởng thành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ hứa mộc châu đã ném tôi lại ở vùng ngoại ô giữa lúc tôi đang lên cơn sốt chỉ vì phải đi ngắm biển cùng mối tình đầu của anh anh dùng sáu năm dạy tôi cách độc lập nhưng anh lại nói với mối tình đầu của mình rằng cô ta đáng giá được cả thế giới yêu thương chiều chuộng vì vậy tôi thực sự không cần anh nữa lâm diền phấn khích hét to qua điện thoại hứa mộc châu anh có nghe thấy tiếng sóng biển không hứa mộc châu biến sắc dẫm mạnh chân phanh a à, diên Em ở đâu?" Lâm Diên cười khẽ, "Ban đầu tâm trạng em không được tốt, nhưng khi đến bờ biển thì lại thấy bình yên. Hứa Mộc Châu biển đêm rộng lớn thế, em hơi sợ, nhưng khi đặt chân xuống cát thì em lại thấy vững vàng, nước biển lạnh thật, em hơi lạnh." "Lạnh sao? Anh đưa em đi ăn lẩu nhé, ở quán mà em nói lòng bò rất ngon đấy." Giọng của Hứa Mộc Châu đều đều bình tĩnh, nhưng bàn tay cầm điện thoại của anh ta thì lại run rẩy. Cuối cùng anh cũng tìm thấy được chấm đỏ định vị lập lòe nơi Lâm Diên đang ở. Anh muốn quay đầu xe, tôi giữ tay anh lại. Lúc này hứa Mục Châu mới nhớ ra trong xe còn có tôi. Vì tôi ngăn cản, sắc mặt anh hơi khó chịu, ánh mắt hung dữ, trong vô thức. Tôi mỉm cười bất đắc dĩ, nhấn nút tắt tiếng trên giao diện cuộc gọi. Để cho em xuống xe trước, em còn phải đến bệnh viện. Tôi bị sốt 38,9 độ tại bữa tiệc của một người bạn chúng tôi về sớm vì phải đưa tôi đến bệnh viện thế nhưng một cuộc điện thoại của lâm diên đã khiến hứa mộc châu quên mất sự tồn tại của tôi hứa mộc châu lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan miểu miểu anh a diên tôi biết hứa mộc châu muốn nói gì đơn giản là tình hình bên lâm diên khẩn cấp hơn cô ta cần anh hơn còn tôi chẳng qua chỉ là bị sốt cũng không phải là trẻ con Chẳng lẽ không tự mình giải quyết được sao? Không đợi anh ta nói hết lời muốn nói. Tôi hiểu ý, gật đầu. Em hiểu mà, anh đi tìm cô ấy đi, em tự đi bệnh viện. Nói xong tôi xuống xe. Tôi nhìn chiếc xe im lìm tại chỗ 5 giây, sau đó thì quay đầu, phóng như bay đi. Lâm Diên là mối tình đầu của Hứa Mục Châu. Thời đại học, vì theo đuổi cô ta mà Hứa Mục Châu, dù dị ứng với xoài, vẫn cắn răng ăn một hộp nhưng cuối cùng lâm diên vẫn bỏ rơi anh ta để có một lựa chọn tốt hơn điều này khiến hứa mộc châu rơi vào cảm giác tự ti tôi không cứu rỗi anh khi tôi gặp anh anh đã bình phục sau nỗi đau khổ của việc thất tình khi đó anh tự tin trưởng thành vững vàng điềm tĩnh anh từng là người dẫn đường cho cuộc đời tôi anh đã giúp tôi trở thành một tôi tốt hơn chỉ là theo phương thức tôi không thích hai năm trước lâm diên đột nhiên xuất hiện cái mà lựa chọn tốt hơn cô ta nói kia không chỉ ngoại tình mà còn đánh đập cô ta nữa lâm diên bị trầm cảm mức độ nặng hứa mục châu là bác sĩ tâm lý của cô ta anh nói anh đã buông bỏ từ lâu hiện giờ lâm diên chỉ là bệnh nhân của anh lúc đầu là thật mãi đến khi lâm diên không hề trả phí mãi đến khi đêm đó hứa mục châu âu yếm nói với cô ta em xứng đáng được cả thế giới yêu thương. Hôm nay là tiệc sinh nhật bạn của Hứa Mộc Châu, vì để bạn bè chơi thoải mái, anh ấy đã tìm một trang trại ở ngoại ô thành phố, môi trường đúng là rất tốt, các hạng mục trang trí cũng hoàn thiện. Chỉ có điều, vị trí quá xa, tôi đã đặt xe trên ứng dụng hơn 10 phút nhưng vẫn không có ai nhận đơn. Tôi sốt cao không đứng nổi nữa. Ngồi thụp bên vệ đường, đang lưỡng lự xem có nên gọi 120 không. Đột nhiên có chiếc ô tô từ xa chạy đến. Giang chi miểu, sao cô lại ở đây? Tôi nhéo mắt nhìn, hình như một người bạn từ nhỏ của hứa Mục Châu. Tiết nhượng, anh ấy xuống xe đỡ tôi lên. Sao cô lại thế này? Lão hứa đâu? Tôi không muốn kể cho ai biết việc hứa Mục Châu đã làm, chỉ này nỉ. Anh có thể đưa tôi đến bệnh viện không? Tôi gần chịu hết nồi rồi. Tôi nói chịu đựng không nổi không phải nói dối. Vừa lên xe tôi đã choáng váng nhắm mắt lại. Trong lơ mơ tôi nghe tiếng tiết nhược gọi điện thoại cho hứa Mục Châu. Anh ấy nói, cho dù anh có việc, cho dù Lâm Diên hay ngay giây sau nhảy xuống biển tự sát, thì anh cũng chỉ cần gọi điện thoại cho chúng tôi. Chẳng lẽ bất kỳ ai trong chúng tôi không thể đưa vợ anh đi bệnh viện sao? Nếu như không phải tôi có việc phải về trước, thì cô ấy ngất xỉu chết ở bên đường cũng không ai hay đâu cối không phải là trẻ con tất nhiên cối không phải là trẻ con rồi nhưng anh đã quên đây là vùng ngoại ô sao cối có thể biến ra một chiếc xe sao hứa mục châu mẹ kiếp anh là đồ xúc sinh mặc dù hành vi của hứa mục châu không ảnh hưởng gì lớn đến tôi nhưng khi nghe có người đứng ra bảo vệ mình tôi vẫn không kìm được mà cong cong khóe môi có lẽ vì tâm trạng thả lỏng tôi ngủ thiếp đi khi thức dậy thì lại đã là nửa đêm điện thoại không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào của hứa mục châu thay vào đó là tin nhắn tiết nhượng gửi cho tôi tôi là tiết nhượng tôi bận việc nên đi trước nên đã thuê hộ lý chăm sóc cho cô nếu như cô thức dậy thì báo đã bình an vì vậy tôi nhắn tin cho anh ấy tôi tỉnh rồi không sao đâu cảm ơn anh ngẫm nghĩ tôi nhắn thêm có thời gian thì tôi mời anh ăn bữa cơm sáng hôm sau tôi truyền dịch xong mới ra về Tôi xin công ty nghỉ một ngày đi thẳng đến công ty luật của bạn tôi. Cấp dưới của bạn tiếp tôi. Anh ấy đưa thỏa thuận ly hôn cho tôi, nói với tôi, nếu cần khởi kiện thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ chắc là không cần, nhưng vẫn gật đầu nói cảm ơn anh ấy. Tôi về đến nhà, hứa Mục Châu vẫn chưa về. Nhìn xung quanh nhà thì có vẻ cả đêm qua anh cũng không về. Tôi không gọi điện thoại cho anh, lấy vali ra, bắt đầu dọn đồ. Đồ đạc của tôi trong nhà này ngày càng ít đi. Trong tủ giày chỉ có vài ba đôi giày, tủ quần áo cũng chỉ có vài bộ của mùa này. Phòng làm việc tôi đã dọn sạch, tuần trước tôi đã chuyển máy tính, hồ sơ sang nhà mới. Còn những đồ dùng hàng ngày khác, thay vì tốn thời gian dọn đi, tốt nhất là đem vứt bỏ. Tôi đã đi tới đi lui tám chuyến để vứt bỏ mọi thứ. Trong phòng khách chỉ còn chiếc vali dựng đó chờ hứa mục châu anh về nhà khoảng 6 giờ tối, nhìn thấy vali, anh ngạc nhiên. Em đi công tác sao? Tôi nói, không, tôi sẽ dọn đi. Có ý gì chứ? Tôi lấy giấy thỏa thuận ly hôn ra. Chúng ta ly hôn đi. Hứa Mục Châu khựng lại vài giây rồi bực bội đầy tôi ra. Đừng gây rối thêm phiền, cả đêm anh không ngủ đã đủ mệt lắm rồi. Tôi cố gắng giữ giọng nói bình thản nhất. Không gây rối anh cứ xem đi, nếu như có gì không hài lòng, thì chúng ta thương lượng lại em nghiêm túc chưa phải hứa mục châu cười lạnh lùng giang chi miểu em đang uy hiếp anh sao một người trưởng thành không nên làm ra chuyện như vậy ly hôn sao bỏ nhà ra đi <laughs> em không phải là trẻ con những lời tương tự như thế này tôi đã nghe quá nhiều lần ban đầu là tự trách bản thân sau đó là tức giận đến giờ thì không còn gợn sóng tôi kiên trì đưa anh ta thỏa thuận ly hôn anh cứ xem đi nếu như không thành vấn đề thì ký tên ở mặt sau giang chi miểu đủ rồi hứa mục châu gầm lên anh ta nói em còn như thế anh sẽ xem như là thật đó tôi im lặng đối mắt với anh ta cuối cùng thì anh ta hung hăng nhìn đi nơi khác anh ta giật bàn thỏa thuận ly hôn trên tay tôi thậm chí không cần nhìn lật ra mặt sau ký tên lên anh ta hùng dữ bảo tôi biến đi nhưng tôi còn nhắc nhở Tám giờ sáng mai, chúng ta gặp nhau ở cục dân chính. Tôi và Hứa Mục Châu quen biết từ buổi xem mắt. Khi đó tôi vừa tròn 20 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học. Tôi đến đó chỉ vì thấy vui. Khi gặp Hứa Mục Châu, tôi ngạc nhiên, không khỏi cảm thán. Bây giờ thị trường xem mắt chất lượng cao như thế này sao? Hứa Mục Châu bật cười. Chúng tôi đều hiểu, cả hai không có ý đó. Vì thế, chúng tôi hàn huyên giam ba câu, để lại số điện thoại cho nhau, rồi tạm biệt ba tháng sau, tôi gọi điện thoại cho Hứa Mục Châu vì anh ta là bác sĩ tâm lý. Bác sĩ hứa, tôi muốn hỏi anh nếu như tôi nghe thấy bàn trải đánh răng của mình nói chuyện thì anh thấy nó có ý nghĩa là gì? Hứa Mục Châu nói ý nghĩa cô cần gặp tôi. Ngày đó tôi đã thực hiện rất nhiều kiểm tra, đánh giá. Hứa Mục Châu hướng dẫn tôi cả quá trình. Sau đó anh nói với tôi em bị bệnh cần phải uống thuốc, nhưng tôi cảm thấy mình không bị bệnh. Hứa Mục Châu cười khẽ, cứ uống đi thì sẽ có. Đó là khoảng thời gian tôi vô cùng dựa dẫm vào Hứa Mục Châu. Anh vô cùng kiên nhẫn, dịu dàng, hay cười. Anh nói với tôi, không sao, chỉ là bệnh vặt thôi, tôi chỉ khỏi được. Anh mất một năm chữa khỏi bệnh cho tôi, tôi mất nửa năm mới theo đuổi được anh. Sau đó chúng tôi yêu nhau, kết hôn, đến bây giờ đã là 6 năm. Chúng tôi không đợi được đến cái dốc 7 năm đã đi đến hồi kết. Nhưng may mắn là tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi chụp ảnh thỏa thuận ly hôn đăng lên vòng bạn bè. Người bùng nổ đầu tiên là mẹ tôi. Điện thoại liên tục hết của gọi này đến của gọi khác. Tin nhắn này tiếp nối tin nhắn khác. Tôi liếc sơ qua. Trên đó không phải ti tiện bị ổi thì là không biết xấu hổ. Tôi không muốn mình đau tim đến nhập viện. Nên tôi chặn số của bà quả nhiên thế giới đã yên tĩnh trở lại. Giây tiếp theo có điện thoại từ Từ Khả. Cô ấy là bạn thân nhất mà hiện giờ tôi có, cũng là người đầu tiên biết tôi muốn ly hôn. Cô ấy nói, tao biết mày rất muốn ly hôn, nhưng bây giờ ăn mừng có phải là hơi sớm không? Tôi cười, không phải là ăn mừng, tao đăng để hứa Mộc Châu xem. Là sao chứ? Có lẽ anh ta cho rằng tao đang giận lẫy, nếu như tao không ép anh ta, thì ngày mai anh ta sẽ không đến cục dân chính. Hứa Mộc Châu lớn hơn tôi 6 tuổi. Mẹ tôi từng nói nam nữ cách nhau 6 tuổi không tốt, cung hoàng đạo không hợp. Nhưng điều kiện của hứa Mục Châu tốt đến mức đánh bay mê tín phòng kiến, khiến cho mẹ tôi nghĩ rằng kiếp trước tôi tích đủ đức. Vì 6 tuổi tranh lệch này, hứa Mộc Châu luôn xem tôi như trẻ con. Khi anh ta tốt với tôi thì sẽ che chở như trẻ con, khi không tốt với tôi, anh ta sẽ răn dạy như trẻ con. Nhưng câu nói luôn treo bên miệng của anh ta lại là em không còn là trẻ con nữa. Vòng bạn bè của tôi hữu hiệu. Sáng hôm sau, khi tôi đến cục dân chính, hứa Mộc Châu đã ở đó. Chẳng qua, anh ta không đến một mình, có cả Lâm Diên. Cô ta nhìn tôi vẻ bất đắc dĩ. Nghe Mộc Châu nói hai người muốn ly hôn, tôi rất sốc. Miểu miểu, cô đừng bốc đồng như vậy. Nếu là vì chuyện tối hôm trước, thì tôi xin lỗi cô, được không? <cười> Buồn cười thật đấy. Cô ta dùng giọng điệu như dỗ dành trẻ con, nhưng sự khiêu khích trong mắt thì không hề che giấu. Tôi cong môi. Vậy cô nói đi. Cái gì? Xin lỗi? Không phải cô nói muốn xin lỗi sao? Lâm Diên ngẩn ra, nhưng cô ta phản ứng rất nhanh. Cô ta nắm tay hứa Mục Châu. Xem ra miều miều giận thật rồi. Mục Châu, anh mau nói giúp em một tiếng đi. Sắc mặt của hứa Mục Châu lạnh lùng. Cô ấy là trẻ con sao? Còn phải dỗ dành sao? Mục Châu, anh đừng vậy mà. Không phải anh đã hứa với em sẽ nói chuyện đàng hoàng với Miểu Miểu sao? Miểu Miểu, tôi cắt ngang lời cô ta. Cô Lâm, tôi rất tò mò. Cô luôn gọi tôi là Miểu Miểu. Chúng ta rất thân nhau sao? Mặt của Lâm Diên tái đi, hứa Mục Châu trầm giọng. Giang chi Miểu, lễ độ của cô đâu? Tôi thấy phiền. Nếu như tôi nhớ không nhầm, mục đích hôm nay là ly hôn. Vậy hứa Mục Châu anh đang câu giờ sao? Sắc mặt của hứa Mục Châu tối dầm lại. Ngang bướng hồ đồ. Chúng tôi vào cục dân chính. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, nhân viên nhắc nhở chúng tôi một tháng sau đến nhận giấy chứng nhận. Ra khỏi cục dân chính, hứa Mục Châu hỏi tôi. Bao giờ thì cô thu dọn đồ đạc? Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. Anh không thấy sao? Thấy gì? Ngôi nhà đó đã không còn đồ đạc của tôi nữa thật ra hứa mục châu không phát hiện ra thì cũng dễ hiểu thôi năm thứ hai chúng tôi kết hôn anh ta đề nghị ngủ riêng anh ta nói dù là vợ chồng thì cũng cần có không gian riêng như vậy thì quan hệ hai bên mới có thể kéo dài khi đó tôi thật sự tin tưởng anh ta cho dù tôi muốn được cùng chung chăn gối với anh ta hơn nhưng tôi vẫn đồng ý từ đó trở đi cho dù mỗi tuần chúng tôi quan hệ với nhau thì sau khi kết thúc anh ta cũng đứng dậy rời đi có mấy lần tôi giữ anh ta lại nũng điệu hỏi có thể ở lại với tôi không anh ta luôn dùng vẻ mặt nhìn đứa trẻ hư nhìn tôi miểu miểu chuyện chúng ta nói được thì phải làm được không thể nói rồi không giữ lời sau này có một lần bạn anh ta đến nhà chơi việc ngủ riêng vô tình bị phát hiện anh ấy trêu hứa mục châu có phải bị tôi đuổi ra khỏi phòng không hứa mục châu nói chia phòng ngủ là do tôi đề nghị tại sao chứ cô ấy bám người lắm phiền Mẹ tôi tìm đến tận nhà, tôi không bất ngờ. Địa chỉ nhà mới tôi đã cho bà biết. Không phải vì tình cảm mẹ con sâu sắc mà là vì tôi quá hiểu bà ta. Nếu như bà không tìm được nơi tôi ở thì bà sẽ đi làm loạn ở công ty tôi. Nếu đến công ty không tìm được tôi thì bà sẽ đi tìm hứa Mục Châu. Mà tôi thì không muốn bà dính dáng đến hứa Mục Châu nhất. Khoảng thời gian tôi bị bệnh, hứa Mục Châu cùng tôi phân tích động cơ, hành vi, nguyên nhân thực sự là mẹ tôi trước mặt Hứa Mộc Châu, mẹ tôi như trong suốt, hiện rõ những điều bà giấu kín, những thứ thông minh tự cho mình là đúng của bà. Hứa Mộc Châu chỉ cần nhìn thoáng qua là thấu rõ. Nụ cười khinh khỉnh của Hứa Mộc Châu sau khi nhìn thấu mọi thứ khiến tôi khó chịu. Mộc Châu muốn ly hôn với mày sao? Mày làm gì mà chọc giận nó vậy? Sao mày không để cho người khác bớt lo vậy, còn đăng lên vòng bạn bè nữa. Mày có thấy mất mặt không? Tao đã nói rồi, Bảo mày nhanh chóng sinh một đứa con đi. Gần ba mươi rồi. Còn cũng không có. Sao mày vô dụng vậy? Sao số tao khổ thế này? Bước chân ra ngoài là bị người ta nói mày bị bệnh. Không sinh được. Sao mày không để tao được hãnh diện chút? Bây giờ mỗi ngày tao ăn không ngon, ngủ không yên. Không có cả tâm trạng để đánh bài nữa. Tao không cần biết. Mày phải đi nói chuyện với Mục Châu. Nếu mày dám ly hôn với nó, tao không nhận đứa con gái như mày nữa. Những lời này, nghìn lần như một tôi đã nghe vô số lần chúng không còn khơi dậy những cảm xúc tiêu cực trong tôi nữa nhưng tôi không khỏi hỏi bà sao bà không quan tâm xem vì sao chúng tôi muốn ly hôn vì sao cái gì mà vì sao mày không giữ được người đàn ông của mình còn có mặt mũi nói vì sao sao giang chi miểu tao nói cho mày biết nếu mày dám ly hôn thì đừng có gọi tao là mẹ nữa tôi rất nghe lời tốt thôi cô Mẹ tôi sừng sốt vài giây rồi hét to, giang chi miểu. dáng vẻ của bà như bị tôi kích thích đến đau tim. Mày không thể để tao sống yên có phải không? Mày nhất định phải khiến tao tức chết mới được có đúng không? Tao có lỗi với mày ở chỗ nào? Tao từ trong cất đái nuôi mày lớn lên. Mày trả ơn tao như thế này sao? Mày muốn ép chết tao sao? Tôi nhìn người phụ nữ đang gào thét tiên cuồng trước mặt mình. Thật ra, tam quan của bà ta không đúng đắn. Bà không biết cái này nên làm cái gì không nên làm. Hiện giờ bà như tam trinh cửu liệt, ly hôn giống như là việc xúc phạm đến đạo trời vậy. Nhưng cũng chính mẹ, khi ông chủ muốn sử dụng quy tắc ngầm với tôi, bà đã đòi gián 50.000 tệ. Đó là công việc làm thêm vào kỳ nghỉ hè mà bà đã tìm cho tôi. Ông chủ công ty bất động sản là bạn học cũ thời cấp 3 của ba tôi lúc ông còn sống. Mẹ bảo tôi qua đó học làm tài vụ với những người khác. Tôi đi. Người đàn ông tôi khỏi bằng bác kia trong một lần say rượu đã dồn tôi trong góc xe hơi. Ông ta nói chỉ cần tôi bằng lòng thì lập tức đi thuê nhà nghỉ. Một tháng ông ta cho tôi 5.000 tệ. Tôi sợ hãi, tôi run rẩy kể với mẹ. Bà im lặng rất lâu. 5.000 thì ít quá. Mày bảo ông ấy 50.000. Ông ta tăng lên 50.000 thì mày đồng ý đi. Khoảnh khắc đó tôi chết lặng. Tôi chết lặng xin nghỉ việc. Chết lặng đến trường nhưng bà không buông tha cho tôi bà buộc tôi phải quay lại công ty đó nói tôi mà không nói rõ ràng thì sau này làm sao bà đối mặt được với người kia người mà muốn sử dụng luật ngầm với tôi chính từ lúc ấy tôi vì trầm cảm nặng mà trở thành bệnh nhân của hứa mục châu tôi vào bếp lấy ra con dao phay ném trước mặt mẹ tôi bà rụt cổ lập tức im bặt mày muốn làm cái gì tôi nói tùy bà tự sát hoặc chém tôi bà vui là được nhưng việc ly hôn tôi đã quyết định rồi. Sự im lặng chết chóc. Mẹ tôi nhìn tôi vẻ sợ hãi. Ừ, dùng dao xấu xí quá. Tôi túm bà đi tới cạnh cửa sổ. Hay là tôi với bà cùng nhảy xuống đi. Dù gì thì bà cũng không muốn sống nữa. Tôi trả bà một mạng. Mẹ tôi bỏ chạy chối chết. Bà ấy ra đến cửa, hung tợn nói. Muốn chết thì chết một mình đi. Đừng có kéo tao theo. Rốt cuộc, thế giới cũng yên tĩnh. Tôi nằm xuống sàn, đầu óc trống rỗng, cứ thế mà ngủ thiếp đi tôi bị cuộc gọi của hứa mục châu đánh thức anh ta hỏi tôi trang sức túi sách trong tù của cô thì sao đây tôi ngần ra một lúc mới biết anh ta đang nói cái gì đều của anh tặng đấy giờ vật về nguyên chủ hứa mục châu lạnh lùng đồ tôi tặng không có lý do thu hồi về vậy thì anh vứt chúng đi nói rồi tôi cúp máy tôi muốn chặn hứa mục châu nhưng nghĩ đến việc khi nhận giấy chứng nhận ly hôn vẫn phải liên hệ với anh ta thì tôi đành thôi. Tôi nghĩ với tính cách của hứa Mục Châu, một khi đụng vài vách tường như tôi, thì anh ta sẽ không chủ động nữa. Nhưng không ngờ đến ngày thứ tư, anh ta lại gọi điện thoại tới. Lúc đó tôi đang thực hiện lời hứa mời Tiết Nhượng ăn cơm. Tiết Nhượng nhìn bề ngoài rất lạnh lùng cao ngạo, nhưng khi tiếp xúc thì mới biết anh ấy rất điềm đạm, nhã nhặn. Sự ôn hòa của anh ấy khác với sự dịu dàng của hứa Mục Châu hứa mục châu bên ngoài dịu dàng nhưng bên trong anh ta lại lạnh lùng còn trên người của tiết nhượng thì lại là sự đôn hậu đã lắng đọng qua thời gian tôi tỏ lòng biết ơn của mình anh ấy hỏi sức khỏe tôi đã khôi phục thế nào sau đó thì chúng tôi trò chuyện về công việc của nhau nghe nói tôi đang làm việc ở văn phòng thuế anh ấy khá là kinh ngạc tôi cười nói hai năm trước tôi đã đỗ cpa nên đổi công việc tiết nhượng gật đầu rất giỏi anh lại tiếp, do lão húc mù thôi. Tôi cụp mắt xuống, có lẽ giờ này anh ta còn chưa biết tôi đã đổi việc. Trong mắt hứa mục châu, tôi luôn rất vô dụng. Giống như lúc trước, tôi nói với anh ta, tôi muốn tham gia kỳ thi. Phản ứng của anh ta là đừng lãng phí thời gian vào những việc vượt quá khả năng của mình. Tiết nhượng không phải người hay nói chuyện, chuyện này nhanh chóng trôi qua. Chúng tôi lại trò chuyện thêm vài câu vặt vãnh rồi kết thúc bữa tối khi ra khỏi nhà hàng hứa mộc châu gọi điện đến anh ta hỏi sữa tắm ở nhà để đâu tôi im lặng bỗng trong điện thoại vọng đến tiếng lâm diên bỏ đi sao anh lại điện thoại cho miều miều cô ấy hiểu lầm thì sao chứ em không tắm nữa tôi cười khẽ thành tiếng sữa tắm ở ngăn dưới cùng của tủ đựng đồ áo choàng tắm bên trên chơi vui vẻ khoan đã giọng của hứa mộc châu vội vã em đừng nghĩ nhiều anh với Diên ăn cơm gần đây, nhân viên phục vụ bắt cần đồ canh lên người em ấy. Tôi muốn nói, anh không cần giải thích với tôi. Nào ngờ bước hụt chân, mày có tiết nhượng đỡ tôi lại kịp. Anh ấy nói, cẩn thận, hứa Mục Châu im lặng. Mấy giây sau, anh ta gầm lên, em đang ở cạnh ai? Tôi cau mày, không còn hứng thú nữa. Chúng ta đã ly hôn rồi, cưới xin tăng mà, không còn liên quan. Tiết nhượng nói, nếu cần thì tôi có thể giải thích với lão húc, Tôi nhìn anh ấy, anh cũng không tin tôi, thật sự muốn ly hôn với anh ta sao? Tiết nhượng nhìn tôi thật lâu, cuối cùng thì anh ấy nói, tôi tin, tôi cười, cảm ơn. Tôi nghĩ mình đã nói quá rõ ràng rồi, hứa Mục Châu lại bắt đầu oanh tạc điện thoại của tôi, thậm chí còn tìm được nhà tôi nữa. Khi Tiết Nhượng đưa tôi về đến cổng, hứa Mục Châu từ xe lao xuống, vùng tay đấm thẳng mặt Tiết Nhượng. Tao xem mày là anh em, mày quyến rũ vợ tao. Tiết nhượng vô cớ bị đánh, hứa Mục Châu còn muốn đánh tiếp, đã bị tiết nhượng kìm chặt lại. Anh ấy nói, đủ rồi. Tôi bước lên đầy hứa Mục Châu ra. Anh lên cơn gì vậy? Hứa Mục Châu không tin nổi nhìn tôi. Em bảo vệ nó. Tôi nghiến rằng, anh bị điên rồi. Lâm Diên thong thả đến gần, cô ta giữ tay hứa Mục Châu, nhìn tôi vẻ không hài lòng. Miểu miểu, cô tùy hứng quá, cho dù cô có giận thì cũng không nên gây bất hòa quan hệ anh em bạn bè của mục châu và a nhượng tiết nhượng cười lạnh lùng a nhượng sao tôi với cô thân nhau lắm sao mặt của lâm diên trắng bệch tiếp nhượng tôi biết anh không thích tôi cô biết tôi không thích cô thì đừng có lên tiếng đủ rồi hứa mục châu theo bản năng che chở cho lâm diên anh ta bước lên chắn trước mặt lâm diên lạnh lùng nhìn tiết nhượng hai người bắt đầu từ khi nào tôi thở hát ra Hứa Mục Châu không phải anh bẩn thỉu thì nhìn thấy gì cũng cho rằng nó bẩn thỉu. Lâm Diên xen vào, nhưng cô từ ghế phụ lái của Tiết Nhượng xuống, ghế phụ lái không phải chỉ có bạn gái mới được ngồi sao? Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta, <laughs> thì ra là cô biết. Mặt của Lâm Diên tùy thân, tôi, tôi say xe. Nghe đi, chỉ cho quan phóng hòa mà không cho dân thắp đèn, mọi người đều có thể thấy cô ta cản quấy, cưỡng từ đoạt lý chỉ riêng có hứa mục châu có mắt như mù thôi tôi mệt mỏi nhìn hứa mục châu rốt cuộc thì anh muốn gì đây tại sao anh không thể buông tha cho tôi tôi đáng bị anh tra tấn sao mặt của hứa mục châu mờ mịt tra tấn sao em dùng từ tra tấn với anh sao mặt tôi vô cảm sao anh biết tôi ở đây hỏi mẹ tôi chứ gì anh hiểu mẹ tôi hơn cả tôi anh biết rất rõ chỉ cần anh chủ động tìm bà ta thì bà ta sẽ cảm thấy chúng ta còn có hy vọng Bà ta sẽ đến làm phiền tôi, liên tục quấy giày tôi khắp nơi. Nhưng anh không quan tâm. Bởi vì xử lý như thế nào là việc của mối quan hệ hai mẹ con tôi là chuyện của bản thân tôi, không liên quan đến anh. Đây là điều hứa Mục Châu chính miệng nói với tôi. Đó là mẹ em. Em phải học được cách xử lý mối quan hệ với bà ấy, chứ không phải lần nào cũng đến hỏi anh. Nếu không thì thời gian dài anh đã trị liệu cho em để làm gì. Nhưng cô ta thì sao? Tôi giơ tay chỉ Lâm Diên anh có thể giúp cô ta giải quyết mọi việc. Cô ta với bạn bè, với gia đình, tại sao lại vậy? Bởi vì với hứa Mục Châu Anh, Lâm Diên cô ta đáng giá để cả thế giới yêu chiều, còn Giang Chi miểu tôi xứng đáng mọi việc tự mình gánh vác. Tôi gánh, hứa Mục Châu, anh đã dạy tôi tự mình chống chọi với cả thế giới, vì vậy tôi không cần anh. Vì hứa Mục Châu và Lâm Diên mà tiết nhượng vô duyên vô cớ bị tôi dẫn về nhà, nhưng anh ấy không vào, khi đến cửa anh ấy nói với tôi nghỉ ngơi đi ngủ ngon tôi có lỗi với anh ấy nhưng tôi quá mệt mỏi thể xác tinh thần đều mệt không còn sức để mở miệng nữa tôi gật gật đầu nhìn anh ấy rời đi hứa mục châu muốn nói chuyện với tôi tôi đồng ý chúng tôi gặp mặt ở phòng làm việc của anh ta tôi đã yêu cầu như vậy tôi hy vọng khi chúng tôi nói chuyện thì có thể lý trí hơn Hứa Mục Châu vẫn dáng vẻ cao cao tại thượng. Anh ta nói, lần này xem như anh sai, anh không nên bỏ em lại đi tìm A Diên. Nhưng tình huống A Diên khi đó cấp bách, anh sợ cô ấy nghĩ quẩn trong lòng. Một mạng người, anh không thể ngồi yên bỏ qua. Cô ấy là bệnh nhân của anh, hẳn là em hiểu. Cùng lắm thì anh hứa với em, anh sẽ xử lý tốt quan hệ với cô ấy. Lời này đúng là lời của hứa Mục Châu sẽ nói. Tát một cái, cho một viên kẹo. Tôi nghĩ ngợi. Tầm nửa năm trước, Lâm Diên bị người ta theo đuôi. Cô ta điện thoại cho anh. Đêm trước, anh đã thức khuya. Nhưng khi nhận được điện thoại của Lâm Diên, thì anh vô cùng lo lắng chạy đến. Xong việc, anh giải thích với tôi. Nói Lâm Diên không có cách nào khác. Ngoài anh ra, cô ta không biết liên lạc với ai. Hứa Mục Châu cao mày. Em muốn nói cái gì? Tôi muốn hỏi anh. Nếu người bị theo đuôi là tôi, anh sẽ đến không? Đương nhiên anh... Hứa Mục Châu khựng lại. Có lẽ anh ta cũng nhớ đến chuyện tháng trước. Do uống nước làm mát đã cũ nên đi giữa đường thì xe hỏng. Hôm đó xe tôi mang đi bảo trì. Tôi lái xe anh ta nên theo lẽ thường tôi hỏi anh ta cách xử lý. Anh ta nói, bị tấn công thì báo cảnh sát, bị bệnh gọi 120, xe hỏng thì gọi chỗ sửa. Giang chi miểu, đây là kiến thức thông thường. Hứa Mục Châu tháo kính xuống, bực bội nhéo giữa lông mày. Giang chi miểu, Em nói chuyện lý lẽ chút đi. Hôm đó anh nói vậy vì đêm trước chúng ta cãi nhau. Tôi gật đầu. Phải, chúng ta cãi nhau, nên chỉ cần tôi không nhận lỗi, không cúi đầu thì anh phải thông qua phương thức như thế để áp chế tôi. Làm sai không phải là cần nhận lỗi sao? Tôi đứng bật dậy. Việc sai lầm nhất trong đời này là tôi đã lấy anh. Hứa mục châu giữ chặt tôi lại, rốt cuộc thì em muốn như thế nào đây? Tôi lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi muốn khi anh hết thời gian chờ ly hôn thì đừng đổi ý. Đời này việc táo bạo nhất tôi từng làm là theo đuổi Hứa Mục Châu. Anh ta đã giúp đỡ tôi vào lúc tôi bất lực nhất, thế nên tôi cảm thấy mình không thể sống thiếu anh ta. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác không muốn ăn uống. Những ngày không gặp được Hứa Mục Châu, tôi tiểu tụy thấy rõ. Tôi không biết mình bị sao. Tôi chỉ biết mình muốn ở bên anh ta. Khi đó tôi đúng là thứ yêu lú não. Tôi bám dính anh ta, ghen tuông, nghi ngờ. Tất cả đều là những điều hứa Mục Châu không thích. Vì vậy, anh ta đập nát tôi từng chút, từng chút một. Sau đó thì đắp nặn lại. Những ngày hứa Mục Châu không tìm tôi, thời gian trôi rất nhanh. Tôi đã đi công tác hai lần. Khi về, bảo vệ nói với tôi, mẹ tôi tìm tôi ba lần, nhưng lần nào cũng bị họ ngăn lại. Lâm Diên không biết lấy số điện thoại của tôi ở đâu, nhắn tin chỉ trích tôi. Vì cô mà Mục Châu và A Nhượng trở mặt hoàn toàn, cô hài lòng chưa? Cái chẳng là người, tôi không buồn bận tâm. Nhưng tôi điện thoại cho Tiết Nhượng. Nếu anh cần, tôi có thể giải thích với hứa Mục Châu. Tiết Nhượng không trả lời mà hỏi lại. Cô có cần không? Không cần. Tôi cũng không cần. Tôi im lặng. Tiết Nhượng hỏi. Cô đi công tác mới về sao? anh biết sao anh ấy nói tôi đến cơ quan tìm cô có việc gì sao kế toán của chi nhánh đột nhiên nghỉ việc tạm thời tôi chưa tìm được người phù hợp muốn hỏi xem cô có thể làm kế toán không tôi nói tôi cao giá lắm tiết nhượng cười khẽ tôi cố gắng chắc sẽ mời được tôi cũng cười được thôi ngày mai tôi tìm anh bàn bạc bà cụ thể nhé tốt cúp máy tôi nghĩ cảm giác của mình sai rồi trò chuyện với tiết nhượng rất vui nghiệp vụ bên chi nhánh kia không nhiều. Thuê kế toán ngoài làm thì sẽ tiết kiệm chi phí hơn. Sau khi thống nhất chi phí, chúng tôi ký hợp đồng. Tiết nhượng giơ đồng hồ lên nhìn. Tôi sắp có cuộc họp nên không giữ cô lại nữa. Tôi thở vào nhẹ nhõm, xem ra cảm giác tôi sai thật rồi. Được rồi, anh lo việc của mình đi. Ngày thứ 12, hứa Mộc Châu lại tìm tôi. dáng vẻ anh ta hơi xa sút Anh ta nói, em đổi công việc mà không nói cho anh biết. Tôi nhíu mày, rốt cuộc thì anh muốn gì đây? Hứa Mộc Châu nhìn tôi, em thật sự muốn ly hôn sao? Nếu không thì sao đây? Tại sao chứ? Tuy trong mối quan hệ giữa tôi và Hứa Mộc Châu, anh ta lớn hơn tôi 6 tuổi, nhưng tôi mới là người chiều theo anh ta. Hứa Mộc Châu mong muốn tất cả tôi đều thỏa mãn anh ta. Hứa Mộc Châu yêu cầu tôi đều làm được, cho nên anh ta không kiêng rẻ, đồng thời cũng mất đi khả năng nhớ lại những việc đã trôi qua. Chúng ta nói chuyện lần cuối cùng. Lần này tôi lên tiếng, tôi nói với hứa Mục Châu. Tôi đã nói với anh, khi tôi thi cũng đã nói với anh, nhưng anh thản nhiên bảo tôi thi không đậu. Khi tôi đổi công việc cũng đã nói với anh, nhưng anh không tin, cảm thấy tôi là nằm mơ ba hoa. Kể cả việc mua nhà tôi cũng không giấu giếm anh. Từ năm ngoái tôi đã bắt đầu trang trí nhà mới, hai tháng trước tôi đã bắt đầu chuyển đồ đi tất cả đều diễn ra trước mắt anh tại sao anh không tự hỏi lại bản thân vì sao anh không nghe không thấy hứa mộc châu ngẩn ngơ nhưng rõ ràng trước kia em không như thế <cười> tôi cười gầy. ít nhiều cũng nhờ anh mẹ tôi không phải là người hướng dẫn tốt bà chưa từng nói với tôi việc gì nên làm việc gì không nên làm bà cũng chưa bao giờ nói với tôi về lễ nghĩa liêm sỉ tất cả đều do tôi mò mẫm tự khám phá trong quá trình thử rồi sai lầm vì thế tam quan của tôi hình thành rất muộn ban đầu khi mới ở bên hứa mộc châu anh ta luôn lắc đầu thất vọng thờ dài tại sao những việc này em cũng không biết gia đình em dạy dỗ em như thế nào vậy nếu hiện tại nghe những lời này chắc chắn tôi sẽ bình thản ung dung chống trả nhưng tôi đã từng cảm thấy xấu hổ cảm thấy mình thật sai trái anh đã nói với tôi rất nhiều đạo lý cũng luôn lấy tiêu chuẩn thánh nhân mà đặt tôi tuân theo tôi không được yếu đuối không được có cảm xúc tiêu cực không được xin anh giúp đỡ mỗi câu nói ra phải là điều tích cực tôi không được nói xấu bất kỳ ai tôi không thể bất mãn với công việc tôi không thể không có kiến thức thông thường trong cuộc sống tôi không thể an nhàn hưởng thụ anh luôn chỉ trích tôi anh đánh nát lòng tự tôn của tôi vỡ thành từng mảnh ném xuống đất hứa mục châu anh biết không, tôi đã từng nghĩ đến việc tự tử bởi quá đau khổ. Thậm chí tôi còn đến chùa lạy Phật, tôi xin xăm. Trên xăm viết gì tôi đã quên rồi. Quẻ dài xăm người ta nói gì tôi cũng đã quên. Tôi chỉ nhớ tôi cứ khóc mãi, khóc mãi, tự như khóc hết nước mắt của cả đời này vậy. Hứa mục châu trắng bạch, môi run dày lúng túng. Em là vợ anh, anh chỉ hy vọng, anh chỉ hy vọng em trở nên tốt hơn. Hứa mục châu anh là bác sĩ tâm lý, không bằng anh dùng kiến thức chuyên môn của mình suy nghĩ thử đi, tất cả những việc anh làm với tôi có được xem là thao túng tâm lý không? Anh Tôi giơ tay ngăn anh ta lại, anh suy nghĩ đi đã, cứ suy nghĩ kỹ lại đi đã. Hứa Mộc Châu đập nát lòng tự tôn của tôi, tôi đã nhặt lại từng mảnh, từng mảnh một, sau đó khâu khâu vá vá, trở thành tôi của bây giờ. Ngày thứ 18 hứa mục châu xuất hiện dưới lầu nhà tôi anh ta gọi điện thoại cho tôi anh sai rồi anh sửa em tha thứ cho anh được không sau này anh sẽ không liên lạc với lâm diên nữa cũng không làm những việc em không thích phải làm như thế nào thì em mới tha thứ cho anh đây anh đem mạng của mình để lại cho em được không anh ta mang theo một hộp xoài chật vật nuốt từng miếng một môi anh ta sưng lên mặt đỏ bừng Cánh tay lộ ra bên ngoài của anh ta nổi ban đỏ lên, có thể thấy bằng mắt thường. Anh ta vẫn không ngừng lại, một miếng, hai miếng, ba miếng. Khi xe cấp cứu đến thì anh ta đã khó thở, đến tận khi anh ta được đưa lên xe cấp cứu, tôi vẫn không xuất hiện. Ánh sáng chờ đợi trong mắt anh ta mờ dần đi, anh ta nhắm mắt lại, ngất xỉu. Người đầu tiên tìm đến tôi vì việc này là Lâm Diên. Sự ghen ghét trong mắt cô ta không giấu được. Tại sao? Rõ ràng anh ấy còn yêu tôi. Bằng chứng anh ấy yêu tôi rất rõ ràng. Hai người đã ly hôn rồi. Giang chi miểu. Rốt cuộc cô đã làm gì? Tôi nhìn Lâm Diên. Thật ra tôi luôn ghét cô. Nhưng tôi chưa bao giờ ngăn cản cô với hứa Mục Châu tiếp xúc với nhau. Cô biết vì sao không? Tôi hỏi rồi tự trả lời. Bởi vì sự xuất hiện của cô đã cứu tôi. Bởi vì Lâm Diên xuất hiện bởi vì vẻ mặt buồn bã thất vọng của hứa mộc châu khi nhìn lâm diên tôi chợt phát hiện ra hứa mộc châu cũng là người bình thường anh ta không phải là vị thần mà tôi tôn thờ thậm chí anh ta còn hơi bẩn thỉu người thứ hai tìm tới là mẹ tôi bà không hiểu mộc châu đã làm đến mức này rồi mày còn muốn gì nữa làm bộ làm tịch đã đủ lâu rồi đã cho bậc thang mà mày còn không chịu xuống sao tôi cũng không hiểu Hứa Mục Châu luôn muốn tôi cắt đứt liên hệ với bà, cũng yêu cầu tôi không chu cấp cho bà. Bà còn muốn tôi ở bên anh ta sao? Mẹ tôi đổi sắc mặt quay người bỏ chạy. Người thứ ba tìm tới là Tiết Nhượng. Tôi cho rằng cũng vì hứa Mục Châu. Nào ngờ anh nói, đi công tác nhé. Chúng tôi đi đến chi nhánh ngay trong đêm, bàn giao công việc với người kế toán sắp đi nước ngoài, lại xem xét sổ sách hiện tại một lần do thời gian hạn chế nên tôi phải ở lại đó tiết nhượng ra vẻ bí mật nói sẽ đưa tôi đi chơi bảy cong tám quẹo chúng tôi đến trước một dãy nhà cổ tôi tưởng đây là kiểu du lịch phố cổ nào ngờ đây là phố ba ở đây sao kinh doanh được sao anh thở dài nói rằng mình nghe đám bạn xấu dù xê. là một vụ kinh doanh thua lỗ tiền thì không kiếm được một xu nhưng lại luyện được tay nghề pha chế rượu tôi ngồi trước quầy ba nhìn anh thao tác thuần thục hai người khách duy nhất trong ba bước tới bảo anh cũng pha chế cho họ một ly tiết nhượng cười đầy ly rượu đến trước mặt tôi xin lỗi đây là phục vụ riêng đêm nay tiết nhượng thành người pha chế rượu riêng của tôi tôi uống không ít hơi say rượu nhưng không say người nhạc trong quán bar vừa đủ nhiệt độ vừa vặn ngay cả gió từ ngoài thổi vào cũng rất vừa phải tôi thấy lâng lâng dễ chịu tiết nhượng hỏi tôi vui không tôi gật đầu vui hứa mục châu nói chỉ cần tôi đến bệnh viện gặp anh ta một lần thì việc ly hôn anh ta sẽ không đổi ý tôi đi nhìn thấy tôi anh ta cười nụ cười rất xấu xí vậy là mấy ngày nay em không chặn anh đồng ý gặp anh còn nói chuyện với anh chỉ vì sợ anh hối hận đổi ý có phải không tôi gật đầu anh ta lại hỏi có phải em rất hận anh không? Tôi thành thật, đã từng hận, có một thời gian tôi cực kỳ hận Hứa Mộc Châu, tôi hận đã gặp anh ta, tôi hận mình yêu anh ta, nhưng sau này khi tôi thi chứng chỉ, thay đổi công việc, tôi dần bình thường trở lại. Tôi nói với Hứa Mộc Châu, tôi hiểu bản thân mình, nếu quay lại lần nữa, chắc chắn tôi vẫn đưa ra lựa chọn như thế. Giang Chi Miểu năm 20 tuổi cần Hứa Mộc Châu, không phải Hứa Mộc Châu này thì sẽ là hứa mục châu khác, nếu gắn bó với người khác thì tôi có tốt hơn không? Không giống nhau, khi đó tôi thực sự rất tệ hại. Tôi phải bám vào người khác, nhưng may mà anh đã đẩy tôi ra. Tuy rằng quá trình đó rất đau đớn, thống khổ, nhưng may mắn thay, kết quả như tôi mong muốn, hứa mục châu, tôi đã không còn hận anh nữa, không phải vì không thể hận, mà vì tôi không muốn chìm mãi trong quá khứ, nhưng tôi cũng không tha thứ cho anh hiện giờ tôi chỉ muốn rời đi hứa mục châu nói được làm được anh ta không đổi ý chúng tôi thuận lợi nhận giấy chứng nhận ly hôn anh ta hỏi tôi sau này chúng ta còn có thể làm bạn bè không tôi bật cười anh là bác sĩ tâm lý anh nghĩ sao tôi vẫn nhớ mãi câu hứa mục châu từng nói không thể thay đổi quá khứ nhưng tương lai thì có vô vàn khả năng con người luôn phải trưởng thành vấp ngã không sao ngã đến bầm dập mặt mũi cũng không sao, đừng quay đầu lại, đi về phía trước. Sau khi ly hôn, tôi quyết đoán xóa số hứa Mộc Châu, người duy nhất có liên quan đến anh ta mà tôi còn liên hệ là Tiết Nhượng. Tháng thứ tư sau ly hôn, Tiết Nhượng nói với tôi, Hứa Mộc Châu bị người ta tố cáo, nguyên nhân bị tố cáo là có quan hệ mập mờ với bệnh nhân. Người tố cáo Lâm Diên, do hồ sơ tố cáo sai sự thật nên Hứa Mộc Châu không bị ảnh hưởng gì lâm diên vẫn không cam tâm bỏ cuộc cô ta tung ra chiêu cuối nói hứa mục châu đã quyến rũ cô ta trong quá trình điều trị cho cô ta lịch sử trò chuyện của hai người ảnh hai người ôm nhau video quay cảnh hai người hôn nhau trong chương trình khuyến mãi ở nhà hàng hình như tiếp nhượng không ngờ tin tức lại nói chi tiết đến vậy anh luống cuống định tắt di động đi tôi thản nhiên nói tôi biết cả rồi anh im lặng tôi cười khổ có phải anh muốn hỏi tôi vì sao biết tất cả mà không rời bỏ anh ta ngay khi vừa biết không? Tôi không. Tôi ngắt lời anh. Lúc đó tôi đang bị xiềng xích. Tôi muốn chạy trốn thì phải cởi bỏ được không xiềng trên người mình trước. Nhưng tôi quá vô dụng. Tôi không tìm thấy chìa khóa. Vì thế tôi chỉ còn cách chặt gãy tứ chi của mình. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh khiến cho người ta xấu hổ ngay khi tôi định lên tiếng nói gì đó để phá vỡ sự im lặng này tiết nhượng vỗ vỗ vai tôi cô đã rất mạnh mẽ tôi làm việc cho tiết nhượng một năm đến khi anh tìm được kế toán phù hợp một năm này mỗi tháng chúng tôi phải đến chi nhánh một lần anh sẽ pha rượu cho tôi uống và một ngày trong tháng tiền lương anh trả cho tôi cũng rất cao bánh ít đi thì bánh quy lại tôi cũng nhiều lần mời cơm anh từ khả hỏi có phải anh muốn theo đuổi tôi không tôi lắc đầu chắc là không vậy mày thích anh ấy không tôi hơi mơ hồ không nghĩ tới có lẽ là không từ khả lắc đầu tao khuyên mày đừng tự mình suy đoán do lâm diên tố cáo hứa mục châu đã bị sa thải lý lịch anh ta có vết nhơ rất khó tìm được công việc tốt nhưng dù đến mức đó thì anh ta cũng từ chối ở bên lâm diên cuối cùng lâm diên bỏ cuộc nghe nói hứa mục châu bắt đầu kinh doanh nhưng làm cũng không tốt bạn thân hỏi tôi có hạnh phúc không tôi gật đầu rất hạnh phúc mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền chu cấp cho mẹ nhưng không bao giờ gặp bà bà nói tôi lòng dạ hẹp hòi thù sai tôi nghe rồi bỏ ngoài tay tôi vẫn chu cấp cho bà khi về già nhưng tôi rút lại mọi tình cảm đối với bà bất kể yêu hay hận trạng thái này làm tôi thoải mái sinh nhật tôi vào cuối năm do ít bạn bè lại ở độ tuổi này rồi nên tôi không có bất kỳ mong đợi gì cho ngày sinh nhật nhưng tiết nhượng mời tôi đi ăn tối anh tổ chức sinh nhật cho tôi trên bàn có món ăn và bánh kem mà tôi thích anh tặng tôi hai món quà một phần quà mong tôi sinh nhật vui vẻ một phần quà mong muốn tôi làm bạn gái anh tôi hứa sẽ hạnh phúc cũng đồng ý làm bạn gái anh từ khả không nói nên lời chỉ vậy thôi sao? Không theo đuổi tí nào hả? Tôi cười. Tao thích ở cùng với anh ấy. Tình yêu của người trưởng thành của chúng tôi có sự ăn ý nhau. Không cần mãnh liệt nồng nàn, cũng không cần thế non hẹn biển. Thích hợp là được. Nhưng tôi vẫn không kìm được mà hỏi tiết nhượng. Anh bắt đầu thích em từ lúc nào? Tôi không tự mình đa tình cho rằng anh yêu thầm tôi nhiều năm. Nhưng tôi luôn cảm thấy anh đã đối xử tốt với tôi từ rất lâu rồi. Tiết nhượng suy nghĩ một lúc. Anh nói, ban đầu anh không có ấn tượng sâu sắc gì về em. Chỉ thấy em là cô vợ nhỏ nhắn, dễ thương của hứa Mục Châu. Người bé bé, nhỏ tuổi, ít nói, rất ngoan. Cho đến một lần anh đi dâng hương cùng mẹ. Mẹ anh đi nghe tụng kinh. Tiết nhượng không nhẫn nại để làm việc như vậy. Anh ngắn ngầm dạo quanh. Sau đó anh gặp Giang Chi Miểu. Giang Chi Miểu đang khóc lóc thảm thiết. Phản ứng đầu tiên của Tiết Nhượng là tránh đi không ai muốn bị người khác nhìn thấy vút dây chật vật của mình nhưng cuối cùng thì anh không rời đi bởi vì giang chi miều khóc quá đau khổ nức nở như thế cuộn tròn người như thế như thể cô đang bị rút gân lóc xương tiết nhược chụp tấm ảnh định gửi hứa mộc châu để anh ta đến giải quyết nhưng cuối cùng thì anh không gửi đi đó là vợ của hứa mộc châu nếu như cô ấy có thể nhận được sự an ủi từ hứa Mục Châu thì cô có cần vào chùa để khóc như thế này không? Tiết Nhượng nghĩ, thôi bỏ đi, đừng làm chuyện dư thừa. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn làm. Anh mua một túi khăn giấy đưa cho Giang Chi Miểu. Nhưng anh nghèo từ, cuối cùng thì chỉ nói mấy chữ, đừng khóc. Giang Chi Miểu không nhớ người đưa khăn giấy cho cô là ai. Tiết Nhượng lại đem nỗi tuyệt vọng cùng cực trong mắt cô khắc sâu vào trong lòng. Ban đầu Tiết Nhượng không làm gì cả. Anh là người theo chủ nghĩa độc thân. Anh không muốn kết hôn, cũng chẳng muốn yêu đương phiền phức. Huống hồ, đó lại là vợ của bạn. Nhưng mỗi lần tụ tập ăn uống, gặp nhau, anh luôn chú ý đến cô hơn. Muốn nhìn xem có phải cô vẫn đau khổ như vậy không? Lại nghĩ có phải có thể làm chút việc gì đó để cô không còn đau khổ như vậy nữa? Vì vậy trong cây tivi anh sẽ vờ như vô tình bảo người phục vụ đặt đĩa trái cây về phía cô trên bàn ăn khi món bún cô thích sắp bị xoay đi anh sẽ giơ tay giữ chiếc bàn xoay lại nhưng những cơ hội như vậy không nhiều tiết nhượng nghĩ không sao ít nhất khi mình ở đây thì có thể giúp cô ấy vui hơn một chút những việc này không có ý nghĩa gì cũng như anh thường mang thức ăn cho mèo hoang dưới nhà vậy không có mục đích gì chỉ là tiện tay mãi đến khi hai người ồn ào ly hôn khi hứa mục châu hiểu lầm hai người anh không giải thích một là vì gần hai năm nay những hành vi của hứa mục châu khiến anh càng lúc càng thấy ghét hai là vì anh chỉ muốn biểu lộ thái độ của mình cô gái này rất đáng thương anh đứng về phía cô ấy anh chưa từng nghĩ sẽ ở bên giang chi miểu anh là người theo chủ nghĩa độc thân cho đến khi một người bạn trêu anh cậu chơi trò yêu thầm kiểu mới sau anh yêu thầm giang chi miều sau anh yêu thầm giang chi miều tiết nhượng mất hai ngày để nhận định rõ sự thật này anh hít sâu một hơi mình muốn kết hôn sao lại như thế chứ năm thứ hai yêu nhau tiết nhượng và giang chi miều kết hôn hứa mục châu cũng đến anh ta bị tiết nhượng ngăn lại bên ngoài đừng vào ngày trọng đại đừng làm cô ấy mất vui hứa mục châu mắng tiết nhượng đạo đức giả nói anh đã âm mưu từ lâu nói anh không có ý tốt nói hai người đã thông đồng ở bên nhau từ lâu tiết nhượng thở dài nếu như không phải sợ lễ phục nhăn thì tôi rất muốn đánh anh đi được nửa đường anh quay lại nói với hứa mục châu thật sự không phải như thế đâu anh đừng xúc phạm cô ấy cứ như thể cô đã ngoại tình trước khi ly hôn vậy vậy thì không được giang chi miểu thật sự trong sạch giang chi miểu mới là người bị ức hiếp sau khi kết hôn tiết nhượng và giang chi miểu sống trong thế giới của hai người tiết nhượng không muốn có con từ sau chủ nghĩa không kết hôn anh phát hiện mình muốn thành tinh mẹ anh nói anh nghĩ gì thì làm nấy nhưng bà thì cũng không ép buộc anh dù gì anh tình nguyện kết hôn đã phải thắp nhang cảm tạ rồi mẹ anh nghĩ con dâu nhỏ hơn con mình 6 tuổi chắc là có thể nhìn thấy cảnh thằng con mình chết nhưng thật ra tiết nhượng thấp thỏm bất an anh không muốn giấu giang chi biểu nhưng cũng sợ cô không chấp nhận kết quả Giang Chi Miểu nghe xong thì ồ, vừa khéo em cũng không muốn sinh con. Thật ra Giang Chi Miểu cũng đang do dự, không biết nên nói với Tiết Nhượng như thế nào. Kết hôn với người ta mà lại không sinh con cho người ta, không ổn lắm. Nhưng cô thực sự không đủ tự tin để làm một người mẹ tốt. Nửa đời trước của cô quá khốn khổ. Nửa đời sau có thể tự chữa lành vết thương cho mình đã là vạn hạnh. Một sinh mệnh, mệnh đề này quá nặng nề nếu như cô giao ra một đáp án hài lòng thì thà rằng không trả lời còn hơn nhưng may là hai người đã đạt được thống nhất người duy nhất kín đáo phê bình là từ khả mày tin anh ấy sao trước đây anh ấy là người theo chủ nghĩa không hôn nhân đấy nếu ngày nào đó anh ấy muốn có con thì mày sẽ làm sao nào đàn ông thì bất kỳ lúc nào cũng có thể có con đối với việc này giang chi miều rất bình tĩnh trọng tâm của mày sai rồi Mệnh đề này là tao không muốn sinh, mà trùng hợp anh ấy cũng không muốn, nên tụi tao thống nhất ý kiến, mới đồng ý kết hôn. Anh ấy muốn có con hay không là suy nghĩ của anh ấy, không muốn sinh con là lập trường của tao. Tụi tao thống nhất thì ở bên nhau, không thống nhất thì tách ra, đơn giản vậy thôi. Nhưng không buồn sao? Giang Chi Miểu ngẩng lên khỏi báo cáo, vì sợ bị thương, vì không muốn đau khổ nên không bắt đầu sao? Tao cũng không thể sợ bóng sợ gió, sống e rè bó buộc cả đời. Nghe những lời này, Tiết nhượng rất vui. Cô gái gào khóc thảm thiết ấy, cô gái đau khổ ấy dường như đã trưởng thành. Không, cô ấy vẫn tiếp tục trưởng thành. Không có bất kỳ kẻ nào có thể hạ gục được cô ấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội rất hay mang tên em muốn ly hôn đau để trưởng thành các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh mc phương thúy các ngày trong tuần chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ xin tạm biệt và hẹn gặp lại